Đấy, cảnh mèo vào thì rất đẹp đấy mọi người. Nhiều lái xe rất tốt đấy. Đấy, có chân này đi cảm giác nó dễ hơn đúng không? Đấy, đi vào kia ngồi. Xin chào tất cả mọi người quay trở lại kênh của mình, và kênh của mình là Thảo Mỹ Linh. Xin chúc cho mọi người có một ngày mới vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Ở hiện tại thì là hai bố con thì cũng ra đến đây nhé mọi người ạ. Thì hôm nay là Linh cũng dẫn chỗ anh Lúa đây thì ra để đi lấy cái biển để về lắp cái xe mà hôm nọ là Mạnh Thường Quân có mua ủng hộ cho gia đình nhá. Đấy, xe của anh đã lấy đến đây rồi. Đấy, đi vào trong kia ngồi đây anh Lúa ơi. Đấy, ngồi kia xong là mình đợi một tí mình ngồi uống nước rồi mình lên chỗ Honda Đức Hải kia mình lấy cái biển. Đấy thì Nô đây cũng ra đây rồi. Đấy, cái chân thì là vẫn đeo cái này cho nó quen nhá mọi người. Nhưng mà xem là tí đi mua cái quần nó rộng hơn một tí à? Quần này bó quá. Nhưng mình dưới nó thì đa gì. Đấy, quần này nó bé quá ấy. Trong mặt nó bó. Uống gì? Nô uống nước gì? Ảo đe gì? Mua cho em chai nước đỏ đỏ. Sting ấy. Hỏi cho đen liên là được. Ừ, thế một Sting. Ảo nước mía là gì? Hả? Ảo bộ hút gọi Ảo nước mía. Thế lấy cho anh thêm hai lon bộ hút với một chai Sting. Chân đây mọi người. Bây giờ quen chưa? Nini rau muối gì đâu? Hả? Rau muối gì rồi? Uống nước đi Nô. Học đây đi. Đấy anh Lúa uống nước đi anh Lúa. Ừ đấy. Ngồi uống xong mà đợi một lát rồi xong mình đi lấy biển sau. Bây giờ cũng chưa đến giờ người ta làm việc ấy. Đấy. Nước này là nước gì? Người ta gọi là nước lọc hay nước ngọt? Hả? Nô. Đây là nước ngọt. Ừ, nói nào. Nói nhiều vào thì mình mới quen được chứ. Bây giờ mà cứ nói tiếng Mông suốt thì làm sao nói tiếng phổ thông được. Đấy, nói là nước ngọt. Nước ngọt. Ừ, đấy, nói to lên nào ngại gì. Đấy. Thế các cô các bác ở dưới Hà Nội là rất quan tâm. Thế có gửi lời cảm ơn gì đến các bác không? Đâu, nói tiếng phổ thông à? Đấy, nói nào. Cháu cảm ơn cô bác. Cháu cảm ơn cô bác. Đấy, nói to lên, ngại gì rồi. Đẹp trai nhưng mà ngại. Đấy nhá mọi người, thì cái chân của em thì là cũng là đeo này chỉ là những cái lúc là đi ngủ thì là mới tháo ra thôi. Thế thì bây giờ có những cái chân này thì bây giờ em đã đứng vững hơn và thẳng hơn, và không phải là nhảy lò cò như những cái thước phim trước mà mọi người đã xem qua thước phim của Linh nhá. Đấy thì là bây giờ thì là chỗ Nô đây đang ngồi đây thì là cả anh Lúa đây là đang ngồi đây đợi, thì là một lúc nữa sẽ đi lấy cái lắp cái biển xe máy của chỗ anh Lúa kia, là hôm trước là Mạnh Thường Quân có ủng hộ tiền để cho anh Lúa mua xe đây. Đấy, uống nước đi Nô. Nô, uống nước đi. Ra ngoài này lạ quá à? Hả? Tụi nín này giàu tí tuần đi rồi.
À, ở chân thì tuần đầu nè. Ờ. Lần đầu tiên luôn á nó. Chỉ xuống sông Núi Quế là nhiều hơn, đúng không? Đấy mọi người ạ, cũng là chỗ đây nô đây cũng là gần ở chỗ Hấu Chua ấy. Thì cũng cách huyện Mèo Vạc đây cũng là tầm 5-6 cây thôi, nhưng mà đấy mọi người, đến bây giờ hơn 13 năm nay là nô vẫn là chưa được đến chợ Mèo Vạc, chưa đặt chân đến huyện Mèo Vạc đây, cũng chỉ là từ ở nhà xong đi xuống ở sông Nho Quế thôi. Đấy cũng rất là thương em. Đấy tối nay ở đây ông cho đi chơi trò chơi các kiểu nhá. Đấy, tối nay cho em nô ở nhà Linh chơi một hôm. Còn thứ bảy chủ nhật thì Linh lại bận rồi mọi người ạ. Đấy thứ bảy thì là khả năng là sẽ Linh còn phải là thi HK nữa, xong rồi chủ nhật vẫn còn phải đi trao gạo hộ chú Nguyễn Tất Thắng còn lên đây nữa mọi người ạ. Thế là ở nhà tập đi nhiều chưa? Nụ nhau chê tập đi nhiều chưa? Ao sậu mù sạch nào? Rau mù đâu? Rau minh gì á? Thế là bây giờ còn đau cái đoạn kia nữa không? Cái khúc khúc chân kia không? Của mo đi à? Chỉ mo là thế, như nô cũng nói đây là mọi người ạ, thì nô cũng bảo là cái lúc đầu là đeo cái chân giả này vào thì rất đau, nhưng mà sau một cái thời gian làm quen với cái chân ấy thì bây giờ là cũng đỡ nhiều rồi. Thế anh Lúa, thế nô ở nhà có tập đi nhiều không, có chăm chỉ tập đi nhiều không? Mùn đau rồi. Ông thầy này cứ sao kia bốc bốc này nhỉ? Ý là muốn thì kiểu là ý là bây giờ không muốn nhảy lò con nữa mà muốn đi hai chân như người bình thường luôn. Đấy rất là nỗ lực này mọi người. Thế hôm trước là vào dạy bảng chữ cái, thế ở nhà có học không? Có ở nhà học bài không? Hả? Nhóc chơi phục cần tờ? Cỡ lờ, đấy. Qua đây Linh cũng thông báo cho mọi người một tin vui là bây giờ Nô cũng đã đi học lớp 1 ở ngay chỗ điểm xá gần chỗ nhà Nô nhá mọi người. Nhưng mà vẫn phải đi bằng đường bộ thì cũng phải mất là tầm khoảng 7-8 cây thì mới đến cái điểm trường của nhà chỗ Nô học đây. Thế nên là cũng rất là vui, nhưng mà cũng nhiều khi là cũng không biết nói nào nữa. Thế thì là ở đây thì hôm nay là Linh cũng đưa anh Lúa là đi lắp biển và cũng là ngồi đây tâm sự với em Nô một chút để xem là cái chân của em như thế nào. Thế thì ở chỗ này thì là anh Lúa đang vào để lấy chỗ cái biển số nhá. Chia cho em lấy cái biển số xe hôm nọ với. Chưa xong nhưng mà thấy báo là 15 lấy mà. Tầm bao nhiêu, mấy giờ lấy được? Hai giữa. Bây giờ em làm một chơi cho khách, xong em mới xuống dưới lấy. Ờ, à, thì cũng được, cũng được, được. Ba giờ thì vừa. Nhi à, cá nho, ồ thể tỏ, bé tảnh hát tỏ. Thế thì lại xuống nhà Linh xong là đợi một lúc là 3 giờ đến lấy nhá mọi người. Đấy thì hiện giờ thì mới có biển nhá mọi người. Anh ấy cho em lắc cái biển ơi. Em bấm được số đẹp không? Em bấm à? Không, công an có tự bấm anh ạ. À. Vào miếng lúa nha anh ạ. Đúng rồi. Đẹp phết đấy anh ạ. Thế á? 1, 2 năm thôi. Ui u. Ở lúc biển giống ấy. Biển rất là đẹp rồi. Biển này đẹp mà. Đẹp luôn á. Kê nhỉ? Bán lại xe không? Thế để đây ông anh ấy lắp cho. À, anh ấy lắp cho em. Bây giờ em hỏi xem là lắp biển loại biển hộp biển rẻ hay là biển trong nước? Ông lắp cho cho phanh xe cho anh chỉ để chỉ cháo. Trong nước thì 100 còn biển thường là 60. Cho phanh xe mà tao chuyện sẽ cho y mà ít buồn. Ít buồn mà để chỉ cháo tao. Thế cái buồn cho đất chỉ chờ á. Mà này ha chỉ này đu à lu à này lu đất đang này ha chỉ đu. Ừ. Tên Sài Gòn này cho những đất chờ. Chỉ mình ý đấy buồn nhá. Đấy ấy cho cái 100. Vâng vâng. Hai người chờ bọn em tí nhá. Vâng vâng.
Đây đăng ký xe đây đúng không? Vâng đúng rồi anh. Nào, lúc đăng ký xe đi. Anh mang cái bảo hiểm có thể em viết cái biển số vào. Ông là để bảo hiểm à? Muốn mỗi lọ thì viết là ở lúc biển số à? Đấy thì biển của anh Lúa đẹp lắm mọi người. 1, 2, 5 cơ. Đấy vừa trêu anh Lúa là có bán lại xe không anh Lúa là không đồng ý. Đấy biết biển số xe của mình chưa? Có nhiều lúc biển xe đâu. Hả? Có lúc biển xe đâu. 23B1 125 125. Thì có bán lại xe không? Có mùa lúc chết cũng thì vô mùa. Hả? Mùa lúc chết thì đéo gì lúc chết chưa chưa? Đấy, biển đẹp quá anh Lúa không muốn bán đi mọi người. Không muốn bán cái biển đâu. Xe để đó. Đấy. Nói chung là đi xe có biển đẹp một tí là được. Đấy thì đang trong cái lúc chờ mọi người làm thủ tục thì sẽ lắp cái biển cho anh Lúa nhé mọi người. Đấy chỗ Linh đang mua xe đây là chỗ Honda Đức Hải. Thì hôm trước đã vào mua rồi, hôm nay là đến để lắp biển lấy đăng ký xe. Được anh luôn. Bóc mà, chẳng qua là ấy để mình lau sạch rồi bác. Đó xe anh Tuấn, xong rồi đấy. Tổ. Em cảm ơn nhá. Tao rồi, chị mẹ. Chào xe. Đấy thì sau đây vừa lắp biển xong nhé mọi người. Anh được tiền cái ốp này chưa? Không có.
Thế mọi người sau khi lấy biển xong với anh Lúa thì là bây giờ Linh với anh Lúa sẽ đi thử vài vòng xem là tài năng của anh Lúa là đi xem nó đã chắc chưa. Ủa? Sau khi lấy biển xong rồi thì bây giờ đã xong cái xe của anh Lúa nhé mọi người, đã đăng ký xong hết rồi. Thì bây giờ chắc một lúc nữa là anh Lúa sẽ đi về và tôi chắc là sẽ ở lại Linh chơi một tối đấy. Thì là ngày mai Linh sẽ đưa Lô đi về nhé. Nhớ xi nhan nước kiểu nhá, anh Lúa biết hết rồi đúng không? Bên phải là xi nhan phải, bên trái là xi nhan trái. Đấy, đường nào vào cũng rất là đẹp luôn mọi người, đấy, hoa rất là đẹp. Đấy, sau khi lắp biển xong thì anh Lúa sẽ đưa Linh về nhà Linh rồi ạ. Anh Lúa sẽ đi về và chỗ Mino thì sẽ là ở lại với Linh để là tối nay cho Mino ở huyện đây là chơi trò chơi ở huyện đây, rất là nhiều trò chơi. Với là chỗ nhà Linh ấy thì là chỗ không gian nó rộng hơn bằng phẳng thì cũng là dạy Mino đi lại luôn cho nó quen. Đấy, anh Lúa lái xe cũng rất là giỏi luôn này. Đấy, mới biết lái xe đâu mà đi nó rất tốt rồi. Đi từ thôi.
Thế có gì để Nô ở lại chơi xong à, có gì là mai là em đưa Nô về sau. Đấy, cho Nô tối nay là Nô chỗ này nó rộng này, nó bằng phẳng ấy. Thế tập đi nó dễ hơn. Đấy, sau đó ngày mai thì em sẽ đưa Nô về chỗ gia đình. Đấy, xin phép anh Lúa đây là cho Nô ở lại chơi một hôm. Để chơi chỗ nhà Linh cho biết nhà tí. Lần sau là đến. Đấy, lần sau mình đến là rảnh vào đây, cứ vào đây chơi nhá. Đấy, Nô thử đi cho các bác xem nào. Đấy, chỗ này bằng phẳng rồi, đi thử nào. Xịn quá. Đấy, đi thẳng lên, cố gắng đi thẳng lên. Nó có bị cao quá không? Nhìn bùa xìa. Thấy dạ ơi. Có cao quá không? Đấy, cố gắng đi thẳng lên. Đấy. Đấy, tối nay là tập đi tiếp đây xong rồi tí cả chiều nay là tập đây xong rồi tí là bố đi về luôn. Bố bố Nô là lắp biển xong rồi, bây giờ bố Nô chuẩn bị đi về đấy. Đấy, lại quay ngược lại. Cắt tìm của họ. Đấy, tập đi này nhiều. Đấy, cũng là rất là cảm ơn Mạnh Thường Quân là cũng là giúp đỡ Mino đây. Thì là bây giờ Mino đã có những chân gọi là rất là chắc chắn để em có thể đứng vững và đi lại, không cần phải nhảy lò cò như những lần trước mà như ngày xưa nữa. Đấy. Đấy, mệt rồi nghỉ đi. Lấy lị lị mà dậu, dậu sói gì. Đấy. Đấy, mệt rồi ngồi nghỉ xem phim một tí. Đấy. Đấy, tối nay là anh Linh đưa cho Mino đi chơi nhá. Tối nay đưa đi chơi trò chơi nhá. Có thích chơi trò chơi không? Có à? Tối đưa đi nhá. Thì có mệt không? Quấn lị. Muốn ngủ chưa? Có mệt không? Hả? Lị á? Lị á? Đi này mệt á? À, đi này mệt nhưng mà mình phải đi nhiều và quen thì là sau này mình với đi lại nó dễ, nhớ chưa? Mệt nhưng mà phải cố gắng. Tại bây giờ là mình mới lắp cái chân này vào nên là mình chưa quen. Đấy, như mọi người thì là cái quần của Nô đây cũng là rất là chật nữa, thì là xem là
tối nay Linh sẽ dẫn là Nô, hoặc là ngày mai Linh sẽ dẫn Nô đi mua những 2-3 cái quần rộng rộng một tí để Nô mặc cho nó thoải mái. Nó gọi là nó lồng luôn được cái chân giả đây. Đấy, mua những cái quần vải ấy, à, quần có giãn ấy, thì là Nô mặc sẽ đi lại nó sẽ dễ dàng hơn và mát mẻ hơn. Chứ mặc cái quần này nó bó quá. Cái quần vải này là bó quá rồi này. Này, bó này, kín hết này. Đấy, cái này có co giãn được đâu. Mặc này cẩn thận là rách quần ấy, không là hở con chim hồng ấy. Đấy, mệt thì vào đây tựa ngồi đây, hoặc là buồn ngủ thì ra chỗ giường này ngủ. Đấy, tối cho đi chơi luôn nhá. Đến nổi đây nhá, chơi đây không mà mai về nhá. Đấy, cho anh lúa về đấy nhá. Về cẩn thận nhá. Mó nhá. Mó. Đấy, cho anh lúa về, bây giờ đi về mọi người. Trời cũng mưa rồi, cũng tối rồi, thì anh lúa về đây. Đấy, bố về nhá. Tối nay ở với anh nhá. Đấy. Đấy, thức phim của Linh đến đây kết thúc rồi mọi người. Vừa rồi thì Linh cũng có đưa chỗ bố của em Nô đây, Mino một chân này đi lắp biển xong rồi. Thì cũng xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi thức phim của Linh. Linh không biết nói gì hơn, cũng chỉ nói một lời là cảm ơn tất cả mọi người nhá. Nô ơi, chào tất cả các cô chú nào. Ừ, vẫy này nào. Đấy, chào tất cả mọi người nhá.